Chị Hoàng Thúy Anh có rất là nhiều những thứ để chị có thể học tập, là sự sáng tạo này, sự chỉnh chu này, sự chuyên nghiệp và sự chăm chỉ. Cái sự chăm chỉ đấy là chị thua chị Hoàng Thúy Linh chắc phải đến 80% rồi đấy. Vì một năm là chị có thể ra đến một album, năm sau chị có thể ra album tiếp theo, nhưng mà chị đến 3 năm rồi chị mới ra được có 1-2 bài. Thì cái đó là cái mà chị phải học theo. Còn nếu mà nói về là nhìn chị Hoàng Thúy Linh mà chị ra bài này thì không chính xác. Bởi vì bài này đã có từ rất lâu và ý tưởng cũng đã có từ rất lâu. Và cái kịch bản này là đã có từ 3 năm trước nha mọi người. Là 3 năm trước bàn với nhau nhưng mà hồi đó chưa đủ tiền nên là không làm. Dịch nữa mọi người ạ. Thế nên bây giờ khi mà mình đủ khả năng, mình đủ cái kinh tế, mình và mình vẫn giữ được cái niềm đam mê với ca khúc này, với dự án này, thì chị quyết định là thực hiện nó. Chị không biết là mọi người nhìn nhận về chị và chị Hoàng Thúy Linh nó giống nhau như thế nào, khác nhau ra sao. Và chị có những cái điểm tự tin về bản thân mình. Mình có thể học rất là nhiều thứ ở chị Hoàng Thúy Linh, nhưng mà chị cũng có những cái điểm rất là riêng biệt ở bản thân mà chị tự tin. Chị tự tin về nhan sắc của chị. Đẹp nha. Không nhận nha, đúng nhận sai cái. Chị tự tin về nét diễn của chị khi chị hát thể loại nhạc này. Chị tự tin về hiện giờ đang là lúc mọi người yêu thương chị nhất. Và chị tự tin là không phải ai cũng có cái điên của chị. Thế cho nên là chị chẳng sợ cái gì cả. Chị ra mắt bài này chị hoàn toàn tự tin. Và dù nhá, nó có lên top 1 hay không thì em cũng đã rất là thỏa mãn rồi. Vì em biết là em đã làm hết sức mình. Thì khi mà chị cho ra mắt sản phẩm đó ấy, thì cái từ top 1 sau khi em ra mắt sản phẩm về câu chuyện của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu là không chỉ là Nam Phương Hoàng Hậu, Vua Bảo Đại mà là Nam Phương Hoàng Hậu, Vua Bảo Đại và Hòa Minh Di đã được top 1. Thế cho nên em nghĩ là hồi đó thì em cho mọi người tìm hiểu về lịch sử. Thì đến bây giờ chị mong muốn là mọi người sẽ tìm hiểu về văn học, là mọi người sẽ tìm hiểu ít nhất là phải mọi người sẽ lên search xem thị mẫu là ai, thị mẫu như thế nào, những cái cụm từ khó hiểu ở trong ca khúc này. Ví dụ như mọi người đi ăn khoán là sao, mà ăn oản là cái, ăn oản thì oản là cái gì. Thì chị muốn là mọi người sẽ đi tìm cái đó. Chị muốn mọi người yêu văn học nhiều hơn và yêu cái chuyện thơ nôm Quan Âm Thị Kính, cũng như những cái trích đoạn chèo thị mẫu lên chùa, hay là nỗi oan thị kính, nỗi oan hại chồng, tất cả mọi thứ thì nó vô hay vô cùng. Không biết là quý vị khán giả sau khi xem buổi phỏng vấn này thì như thế nào, nhưng mà ít nhất là quý vị khán giả fan của Hòa đang ngồi dưới kia, ngay tối nay về mọi người ngoài xem MV cũng có thể tìm hiểu rất là nhiều những câu chuyện. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.